thì hiện tại thì chỉ có tham quan thôi. Khoảng đầu quý 3 thì bên nhà hàng Ngọc Sương họ sẽ set up lại cái nhà hàng này và sẽ cho vận hành để cho mở một cái nhà hàng cà phê á, thì để cho ví dụ như cư dân ở đây khi mà nhận nhà, hoặc là để cho các khách hàng mà tham quan dự án có thể sử dụng được. Rồi, có một cái điều đặc biệt ở đây là tại sao gọi là Ánh Nguyệt nói là biệt thự biển nhưng mà lại view hồ, vậy là hồ ở đây là hồ nước mặn hay là hồ nước ngọt? À, ở đây là có một cái con sông á anh, một cái con sông này nó kéo dài sát biển luôn. Dạ, một cái con sông nó kéo dài tới bên Phan Thiết, Bình Thuận luôn á. Tức là tới Bình Thuận luôn, thì cái con sông này nó sẽ không có đổ trực diện ra biển, nên là nó sẽ không có làm bị ô nhiễm cái môi trường ở đây. Đây là con sông tự hoàn toàn là tự nhiên luôn. Phong. Dạ. Thì sau này chủ đầu tư sẽ có giống như là sẽ cải tạo để có thể là mình sẽ chèo thuyền kayak ở những cái khu vực ở bên trong ở đây. Rất đặc biệt phải không? Dạ. Trong khi một cái biệt thự biển nhưng mà lại có con sông và có những cái dòng nước ngọt đi len lỏi bên trong dự án mà rất là cận kề dự án. Dạ. Nó tạo nên có những cái biệt thự gọi là vừa gọi là view hồ mà view biển luôn. Nếu mà những khách hàng mà sở hữu những cái căn hai mặt tiền mà một view là trực diện biển, một view là trực diện hồ, trực diện của sông phải không? Dạ. Rất là đẹp. Những cái sản phẩm ở đây thì rất là đa dạng. Thì Ánh Nguyệt có thể là review cho mọi người nắm sơ qua cái mức giá của một vài cái sản phẩm. Dạ, hiện tại thì hiện tại thì chúng ta còn cái căn khu C nè. Đây là cái mình tính theo cái mình sẽ giới thiệu cho mọi người trước là cái shop villa này với là cái diện tích là 250 m². Mặt tiền là đường ven biển, là cái cung đường là trải dài từ là Bà Rịa, từ hướng Bà Rịa lên tới hướng Bình Thuận phải không? Dạ. Hiện tại cái mặt này thì với chủ đầu tư sẽ thiết kế là khoảng vẫn là một trệt hai lầu, và cái giá hiện tại đang chủ đầu tư đang bán ra nó rơi vào tầm khoảng từ 21 đến 23 tỷ. Dạ đúng rồi. Còn bên trong là những cái Bắc Villa. Dạ. Bắc Villa ở đây thì Bắc Villa này thì diện tích khoảng là 10 x 25 là những căn thường ha, còn những cái căn mà gốc thì sẽ rơi vào 12-12-5 là 250, còn những căn thường thì sẽ diện tích sẽ tầm khoảng là 300-350 đến 400 tùy những cái căn gốc là những căn gốc này ha. Dạ. Thì cái giá những căn thường hiện tại thì sẽ rơi vào tầm khoảng từ là 16 đến là 18 tỷ, còn những căn thường thì khoảng là từ là những căn gốc mà chủ đầu tư đang bán ra thì tầm khoảng là 19 đến 22 tỷ. Yeah. Rồi còn ra là một số cái Remier ha, là những cái biệt thự chút xíu là mình sẽ trải nghiệm là thực tế là những cái căn này là đã xây dựng hết rồi. Thì Ánh Ngọc nói sơ qua về cái pháp lý cho mọi người nắm rõ được cái pháp lý của cái khu này. Riêng cái khu vực Hồ Tràm Bình Châu luôn ha, thì cái dự án này là có pháp lý chuẩn chỉnh nhất. Hiện tại là đã các cái căn, tức là ở cái khu A này có 169 căn biệt thự, thì hiện tại nó đã có 169 sổ hồng từng căn rồi. Thì ví dụ như nếu mà khách hàng những cái khu phân khu E và F này nè, hiện tại là đã xây xong rồi. Thì bây giờ nếu mà khách hàng vô 95% mà để nhận nhà luôn, thì là chủ đầu tư có thể là giống như là chúng ta có sổ sẵn luôn, để hoàn công nữa là có cái sổ hồng luôn, nhận nhà và nhận sổ ngay. Dạ. Rồi chính sách thì nói đến giá cả thì tuyệt vời rồi, còn nói đến những căn biệt thự thiết kế rất là tinh tế và rất đặc biệt, thì Ánh Ngọc có thể nói sơ qua về cái hình thức gọi là thanh toán những cái chính sách cho khách hàng mà mua và vay trong thời điểm này. Nếu mà khách hàng thanh toán chuẩn á, thì mà không vay á, thì sẽ được chiết khấu là 7%. Còn nếu mà ví dụ như khách hàng mà thanh toán 50%, thanh toán nhanh 50% thì sẽ được chiết khấu 3%. Nếu mà khách hàng thanh toán nhanh 70% sẽ chiết khấu được 5%. Và nếu mà thanh toán nhanh với 95% á, thì sẽ chiết khấu lên tới 9% luôn anh. Wow. Tức là khi mà khách hàng mà mua mà muốn nhận nhà ngay mà nhận cái chiết khấu luôn á, thì sẽ là tối đa tận dụng được là 16% nếu mà chiết khấu. Và với cái giá hiện tại của cái khu C này, còn một số căn này á, là cái giá khoảng 17 tỷ 9 trở lên, và chiết khấu nếu mà tối đa là được 16% á. Dạ.
Rồi còn có hình thức mà gọi là vay mua đó, dạ, thì ngân hàng nào là ngân hàng sẽ hỗ trợ và sẽ hỗ trợ tối đa bao nhiêu phần trăm? À, hiện tại riêng cái dự án Laguna Bình Châu pháp lý rất là chuẩn chỉnh, nên là có hai ngân hàng lớn hỗ trợ. Đó là một là ngân hàng Nam Á thì cho vay lên đến là 85%. Đến 85%, dạ, là vốn tự có của người mua chỉ cần 15%, dạ, là có thể sở hữu một căn biệt thự biển. Dạ đúng rồi. Okay. À, ngoài ra thì ngân hàng Vietcombank á, thì cho vay lên tới 70%. Thì để mà ngân hàng Vietcombank cho vay á, thì đa phần á, là phải pháp lý chuẩn chỉnh và chủ đầu tư gọi là uy tín và an toàn á, thì bên ngân hàng nó mới cho vay. Thì riêng cái ngân hàng này cho vay ở cái dự án này tới 70% luôn, và ân hạn, tức là ân hạn nợ gốc trong vòng 2 năm. Dạ, nó nói như vậy là có nghĩa là khách hàng chỉ tốn khoảng 15% để ký hợp đồng mua bán, và ngân hàng khách hàng sẽ trong vòng 2 năm khách hàng không phải đóng một lãi hay là gốc gì hết. Dạ. Sau 2 năm sau thì khách hàng mới thanh toán tiếp. Dạ. Rất là nhẹ phải không? Dạ. Gần như là được ân hạn lãi gốc trong vòng 2 năm. Dạ. Còn nếu mà ví dụ như khách hàng thanh toán chững á, thì khách hàng sẽ thanh toán trong vòng 2 năm. Nhưng mà riêng cái khu này là sẽ nhận nhà trong vòng 1 năm hoặc là nhận nhà sớm hơn. Cái nào đến trước thì mình sử dụng trước phải không Ngọc? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì tức là khách hàng nhận nhà thì chỉ trong vòng 1 năm thôi, nhưng mà thanh toán giãn cho tới 2 năm. Dạ. Đó, cái đó là cái điều mà có rất là nhiều khách hàng họ chốt mua trong cái thời điểm này, là với cái chính sách đó của chủ đầu tư ấy.